để lửa lớn để nướng thịt heo qua hiểu không? Anh cảm thấy hấp dẫn hơn ha. Đúng rồi. Chờ khi nhìn xấu. Đúng rồi, nhìn đẹp hơn. Đây mình giống Korean barbecue mà. Rồi đây. Rồi chưa? Ok, cái ai chuẩn OK chưa? 1, 2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ba ngoại. Happy birthday. Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình đi chợ Esmod Korean nè. Mình vô mình mua vài món nè để ăn mừng ngày lễ của cha nha. Happy Father Day. Ok, giùm vô nha. Đây có mì Hàn Quốc nè. Wow. Giá màu đen là giá chưa sale nha các bạn. Còn giá này là giá sale là 2.99 nè. Một lốc 4 bọc. Còn đây một thùng 4.49. Không phải thùng đâu mà lốc trên này mới đúng. Quá trời mì luôn. Thanh long 4.99 nè. Oh. Wow, em có cả thanh long đỏ nữa nè. Đã chưa? Wow. 69 cent pound nha các bạn. Cam gì đâu đẹp rất sợ chưa. Oh my god. 15 còn 10.99 một pound. Nên coi coi. Măng cục. Nhưng mà sao thấy cứng ngắc vậy? À, vỏ nó cứng rồi. Lâu lắm rồi, cũng mười mấy 20 năm mà đâu có ăn cái này đâu. Cherry 3.99 thôi. Oh my god, trái jumbo luôn nè em. Wow. Khổng lồ luôn em ơi. 3.99 nè. 1 pound. Bao nhiêu 9.99 là sao còn 3.99 nè. Oh. Quá trời khổng lồ. Có bánh bồng con nè. Đủ các loại luôn nha các bạn. Honey butter chip 3.49. Wow. Nè, đây nè, cái đây là cái mình thích nè. Cái này nó ở Việt Nam nó gọi là gì cơ? Bánh phồng cơm cái này cũng của Hàn Quốc 3.99. Ghê vậy. Dạ nè. Matcha matcha. Đi đi ơi. Lên, lúc ra đi. Trời ơi, đẩy nhanh chưa? Rồi, đi. Đi kịp. Oh, wow. Đẩy ra ngoài cái con. Ivy đẩy kêu gì vậy? Đẩy ngược đời. Let's go, let's go. Let's go baby. Bên này có mứt à, chuối khô, kiwi nè, đồ khô không các bạn ơi. Còn bên này có wow, làm sẵn hết trơn nè. Octopus, slide octopus, tuna, cá hồi. Oh, sashimi với cá hồi nè, nguyên vị này 25.99. Đây có wow, có đầy đủ luôn nè, 39.99. Con thích cái nào? Con thích cái nào? Con lấy cái nào? Lấy đi, con lấy đi. Rồi làm gì nữa? Thôi đi, bà già xí xót đi, lấy. Lấy đi. Bên này thì mình có, có cả bào ngư nữa nè. 3 đồng 30 đồng 67 cent 5 con. Cái này đông đá các bạn ơi. Đây cũng có đủ các loại ốc luôn. Có đầy đủ luôn. Nghêu luôn.
Column. Đây có Snow Crab 29.99 nè. Còn có mấy nhánh nhỏ xíu em. Chắc là gần, gần đóng cửa rồi. Giờ này được cái 10 giờ rưỡi hay 10 giờ em? 10 giờ mới đóng cửa các bạn. Mấy chợ kia đóng cửa sớm. 8 giờ Lily thì cũng 8 giờ. Mê Công mấy giờ? 9 giờ. Có chợ Hàn Quốc là đóng cửa chế nhất. Ok đi. Là con này 22 đồng luôn, chắc là ngon hả? Cái này 22 đồng rồi anh ha. Quá đã. Cá này giống như cá gì em? Cá đu đu hả? Cái gì? Cá lục hả? Cá lục cái gì đó. À, 2.99 phao hả? Mực 4.99. Còn con này con gì? Con này 10 đồng. Tiger 10.99 hả? Mà tôm này như em nghĩ nướng ngon á. Con này nhìn đã hả? Ừ. Còn con kia có 5.99 hả? Ừ. Limit 6 con nha. 24 đồng mà còn có 9.99 phao à. Con sống luôn nè. Con mầm sống luôn nè. Cua thì 17 đồng phao. Quá đã. Wagyu gì? Brisket gì đó. American Wagyu. Brisket. Nạm rồi thôi. Đúng rồi. Tiên rib eye roll này là nước này mình ướp cái cục của mình để lại đi. Anh không biết ở đây nữa. Nhỏ bà nhỏ kìa, thiệt tình nó tham chưa, một cây cầm chổi hốt rác rồi đẩy xe nó chứ đi. Jumbo luôn á, quá khổng lồ luôn nè các bạn. Wow. Đang nướng hả? Oh man. Một pound là 3.99 hả? Wow. Nhìn ngầu vậy. Lấy bịch đi em. Nướng sẵn luôn hả? Nướng xong hết rồi về nữa. Ok. Ok, EP lớp đã đi. Lớp đã đi để đâu? Để đâu? Wow, thank you. Đâu phải giám đốc đâu. Ngon ba, rất ngon ba. Ngon. Bơ cần chứ ngon. Cô chọn nước. Về mà đốc ăn nữa. Chà. Tuyệt vời. Diễm khóc lắm đó bà ngoại. Trời ơi. Hai đứa ăn cái gì? 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 Hai đứa ăn có dưa leo nè, có dưa leo nha. Dưa leo luôn, ăn gì leo nè. Dưa ăn không hả? Có dưa leo bị cuốn. Tôm ngon bầy, cứng dễ sợ luôn. Cái này là heo hay bò nè? Cái này heo. Heo nó cũng ngon đó. Heo nó sốt cũng ngon mà. Heo một cái dạng thịt nó là cái chỗ ngon á. Ăn đi. Còn rất vẫn phải được nha. 1, 2, 3,
Sợ nó bắt ướt nhiều. Nó có rau có rồi mà, nó có rau chưa? Có rồi, có rồi. Mẹ phải chơi ăn đâu, cái gì có rồi. Có rồi, biết nè. Có rồi ba. Có rồi. Có rồi, xin đề. Nhìn rất đỏ đỏ mà ngon thiệt. Nè anh mừng ông ngoại ha. Ngoại ai qua nạn khỏi nè. Bồi bổ cho ông ngoại nè. Cá sa mành. Bò mực trời giòn giòn luôn. Ồ, sốt cả nước luôn. Đây từ nữ ha, mà ngồi đây từ nữ ha. Wow. Đi chân, đi chân, đi chân. Rất bất ngờ đó, là ngoài đời đó. Sống bày đàn tập thể là nó hay dạy lắm. Cái cầu mà sống vô đây một mình lớn mới tỉnh bị trầm cảm. Ông cái điện kia không cái điện bỏ bơ bơ vô thôi vẫn ngon thôi nó đấy cái mẹ thấy cái mệt. Vậy nha, ai gần hết rồi. Cái đi gần đó đi. Đợi đợi. Đợi đợi. Cái ghế đút ở dưới cái bàn. Nhưng mà phải xả ra. Có này. Đi đi đi. Đây. Mắm này ăn không quá. Xong rồi đơn rồi đó. Em đơn rồi đó. Cái mắm này mà cũng ăn mọi người vậy. Ăn tùm lum rồi mà, có gì đâu. Nó nhớ rồi ăn hả?
không đi đi đâu dưới như được giống như nhiều người họ thiếu đường đấy là họ không có bị vậy đấy xây thành một mảnh và xử lý thế rồi xong rồi cho viên kẹo cho tôi hết không ba không phải đâu nhưng mà lúc mà nó vô là tôi đã nói là ba hơi bị chóng mặt là nằm chóng mặt nhiều hơn ngồi nó kia vậy là đứng quay nó chóng mặt đầu mà ngồi đỡ hơn xíu thôi. Nhưng mà ba không có nói câu là lúc ba nằm ngủ con chở đầu và lại chóng mặt do ba do ba đi không có ba tại vì tôi nói là ba phải làm rầm beng nó mới làm cái này họ còn không thích ông làm được giáo không hẳn làm nhờ bạn bạn đúng rồi không nói hết trơn bởi vì đang vô nó có là nó có thể mình bị nặng nằm chóng mặt vì ngày đấy ngày sau không có mặt nè còn cái ngày đó không có chóng mặt mà mình nằm dậy là bị liền không còn ngủ vẫn bình thường. Không ngủ có gì đâu á. Anh ngủ ngay một cái thức dậy nó bị chứ. Cái thức dậy là bị chứ ngủ là không có. Ngủ không bình thường. Vậy là không, đi chứ ba mẹ tới tuổi rồi, ba mẹ phải ra ngoài vụ làm cho con có tờ giấy thao. Đó nó được có luồn, có luồn okay, đó. Bởi vì rằng vô đó là con có được quyền quyết định là con là được quyền nói. À. Hiểu không? Chứ còn không con có nhớ là con đâu được đó. Đó. Cái thằng bởi bác sĩ nó đâu thèm cái chuyện của mình đâu. Đúng rồi. Được tiền mà. Đó là đi đường đi. Đường nói thôi. Đi ngay đi. Không. Cái bữa cho hai đứa ghé hả? Cái bữa thế rồi. Cho cho mấy tiền với mai mai mà có thể là chúng khó mà nó buồn sao lắm. Con giờ định đưa kìa. Cho cái tiền với ba mẹ đứa ghé. Ba có bộ sao nhiêu rồi đó chứ. Bao nhiêu có tiền bạc gì bạc có mấy nay xuống làm bảo. Không, không được. Hắn có đưa bộ sao cho ba đồng rồi chứ thôi. Bây giờ định đưa. Thì có người có tuổi nào đó là có sức khỏe không nổi ngoại ơi mà ý định lên trời đó con nó hết rồi hết rồi rồi hết đi cha rồi rớt rồi bác hết bỏ đi hết hôm qua đi ê nó cắt con chay chảy máu rồi bác hết rồi 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 đây chạy lên bỏng đây, chạy lên bỏng đây, 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 bỏng ok ok bà chơi với con nha. No eaten, no eaten. What is this? What is this? Not a pepper. Ok. What is it? Giỏi. Ok lát nữa ba mở cho. Ok what is this? Cucumber. Giỏi. What is this? Tomato. Oh, nói đi. Tomato. Giỏi. Oh, what is this? Cho em chơi đi con. Rồi, qua đây ba. Rồi, qua đây ngồi ba. Qua đây ngồi. Ok, 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 ok. Rồi, trái này trái gì? Ok, rồi bộ trái cây cho bà coi đi. Kiwi. Con nói đi. Kiwi. Oh wow, đi bị giỏi quá. And what's that? Con nói đi, hot dog. Rồi, bộ đó, bộ đó. Wow, đi bị giỏi quá. And then one more. Lấy lên, bộ nữa đi. Rồi, bé vô rồi. Rồi, ok, ok. Rồi, Ivy bộ kép đi. Ok. Ok, what's that? Strawberry. Rồi, giỏi, bỏ ra. Come on. Bỏ ra, bỏ ra. No.
Rồi cho em đi con, cho em. Rồi ok. Rồi giỏi quá. Rồi what's that? Con nói đi. Eggs. Giỏi. Rồi what's that? Cái đó là gì? Con nói đi. Bắp. Bắp. Corn. Giỏi. Rồi lột lá ra. Oh wow. Con nói đi. Yellow corn. Bắp. Bắp vàng. Bắp vàng. Rồi cái đó là gì? What's that? Carrot. Con nói đi. Carrot. Yêu vị. Carrot. Rồi what's that? Mango. Xoài. Con nói đi. Xoài. Mango. Cho em đi con. Tại sao đâu? Ok. Anh không cho em chơi đúng là ít kỷ ghê á. Thiệt mình. Làm bé thèm quá trời bé không. Cái gì mà kỳ cục vậy con. Cho em chơi nha. Yes. Cho em cái này nha. Yes. Không cho là không cho. Đúng là thiệt kinh. Cái này chắc chơi giống một cục bôn nhà mình đây. Siêu kít, siêu ít kỹ. Không cho em chơi nào ngó nào các bạn. Oh no. Lấy lại bằng được mới chịu. Cho em chơi đi con. Thiệt kình, không biết giống ai mà kỳ cục quá. Em đi rồi mà nôi gì nữa. Rồi con ngồi xuống. Con ngồi xuống ba. Nói đi dạp đà. Thôi rồi rồi rồi. Ok ok. Em không cái nha. Em lại đây ngồi ba. Nè qua đây ngồi. Nó. Ok em ngồi đó đi. Ethan. Ethan. Sit down here. Sit down. Sit down here. Sit down here chú nha. Nó. Ethan here. Ethan sit here. No. Ivy here. Yes. Bó cây một cái vào. Rồi. Đó đi. I love you. I love you. Daddy. Daddy. Con chuối hả? Yeah. Ok, đợi bà lấy cho. Ok. Rồi, ok, ok. Trả lại cho chị đi. No. Đâu? Ôi. Rồi. Ước đi. Chưa. Sweet đi. Rồi chưa. Rồi đổi đi. Thôi đấy đi, thôi đấy đi. Mang lên. One more, one more, one more. One more, one more. Rồi, đi về one more. Ôi. Vừa birthday vừa Father Day luôn. Ngày lấy của Trang ha. Rồi. Bà đó là bà cầu thấy đúng lắm á. Ngoan lắm rồi. Ngoan lắm rồi. Ngoan lắm rồi. Đấy đi bà. Đi bị dán nha. Rồi lâu quá. Thank you. Có thể có đem ngoài. Đại sĩ. Từ từ. Người một cầm cầm. Quà bút đê có loài hoa. Quà bút đê này. Quà từ đây. Còn đây là ngày lấy đồ trang nha. Hai ngày à. Đấy, đi tinh cầm cho mọi. Đi tinh cầm cho mọi cái. Rồi, vô đây ba. Ai cũng có quà hết nha. Rồi, tinh cầm. Bà mở đi, mở quà đi. Rồi, mở quà đi, mở quà cho. Cho 500 anh em đang chờ đợi nè. Wow. Wow. Cho nhỏ xíu đi. Rồi, quà cho nhỏ xíu nè. Này chắc Rolex rồi. Oh, mini wallet, quá đẹp luôn.
xíu. Con này được thẻ. Cô đi bớt luôn nha, kinh mặt nè. Ok, thank you. Rồi. Thank you so much, hai đứa. Rồi, rồi lấy dao cắt ha. Xém chém em. Chém mấy khúc này mới đẹp nè. Khúc này mới đẹp nè. Gip 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 no number. Quà của ngoại đâu rồi? Đi đi đâu mà thế? Ngoại nhét nhét túi hả? Ồ lẹ vậy. Trời ơi. Ông ngoại mừng ngày lễ của cha khui luôn đi ông ngoại. Cũng cho lấy hen. Wow. Ướm như rứa được rồi. Ướm như rứa được rồi. Không cần mở đâu. Ướm ra. Wow. Rồi, quá trúng mánh luôn. Happy Friday. Rồi, ước gì được đó nha. Màu này là y bị khoái lắm nè. Có số 1 ở chỗ công nè. Đó, màu này y bị không thích đâu. Màu này nè. Màu này nè. Màu nè, con lá phải màu này nó thích nè. Rồi, ông ngoài ăn miếng này, ăn miếng này. Đó, dây rồi, rồi. Rồi. Bánh đẹp quá hả? Cái này nó không có ngọt hả? Mà rẻ lắm. Y vì con nhặt lè ra, miếng bự quá, đó biết ngay mà. Rồi ok, sao nếp